quý vị, dự báo thị trường hàng không quốc tế năm 2021 khó hồi phục sớm trở lại. Các hãng hàng không đều dốc sức cho cuộc đua nội địa khiến cho giá vé bình quân đang rẻ hơn bao giờ hết. Vé máy bay đang rất rẻ là bài viết trên báo Thanh niên. Khảo sát trên trang web bán vé của Vietnam Airlines ngày 22 tháng 1, chặng bay Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, ngay cả đặt trong ngày 22 tháng 1, giá vé cũng chỉ 689.000 đồng, trong khi đó giá vé từ ngày 23 trở đi chỉ 579.000 đồng, Tuy nhiên trái ngược giá vé ngày bình thường, chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nên giá vé Tết biến động liên tục. Như vé chặng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội ngày mùng 7 tháng 2, tức là ngày 26 tháng Chạp, mức độ chênh nhau khá lớn giữa các giờ bay chuyến bay của Vietnam Airlines. Lúc 11 giờ 30 có giá gần 3,7 triệu đồng một chiều, nhưng chỉ sau đó khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, chuyến bay lúc 12 giờ 13 giờ chỉ còn giá vé hạng phổ thông đặc biệt giá gần 4,8 triệu đồng một chiều. 100 chuyến hàng sẽ được ngành công thương Hà Nội đưa về khu công nghiệp, khu chế xuất và vùng nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 nhằm giúp bà con được tiếp cận với các loại hàng Việt Nam chất lượng cao và tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh quảng bá sản phẩm. Thông tin trên báo Hà Nội Mới. Đây là một nét đẹp của các doanh nghiệp hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, qua đó góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường. Để hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng về nông thôn, thành phố Hà Nội cũng có cơ chế chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp duy trì các điểm bán lẻ tại khu vực ngoại thành phục vụ người tiêu dùng. Việc đưa hàng Tết về khu vực ngoại thành đã đang góp phần giúp cho người dân khu vực xa trung tâm có cơ hội được tiếp cận với nguồn hàng chất lượng, an toàn với mức giá phù hợp. Dù không còn xa lạ với nhiều bà nội trợ và dân văn phòng trong những năm gần đây, nhưng dịch Covid-19 đã thúc đẩy hoạt động mua sắm Tết online phát triển mạnh hơn, trở thành thói quen của rất nhiều người tiêu dùng vào mùa mua sắm Tết. Bài viết sôi động chợ Tết online trên báo Tuổi Trẻ. Từ giữa tháng 1, các chợ Tết online đã bắt đầu nhộn nhịp đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân. Từ hàng trang trí, cành mai giả, bánh trưng đến các mặt hàng bánh mứt, quần áo, sản phẩm chăm sóc bản thân và nhà cửa các sàn thương mại điện tử đang tập trung ưu đãi chăm sóc khách hàng với mong muốn đẩy mạnh sức tiêu dùng của người dân. Các nhà bán lẻ truyền thống cũng không đứng ngoài cuộc, đều có trang web hay app bán hàng giúp cho người mua sắm tiết kiệm được thời gian và dễ dàng lựa chọn hơn. Báo Nhân dân số ra hôm nay có bài viết Cần tăng chế tài xử phạt thi người đẹp chui. Câu chuyện tái diễn cuộc thi người đẹp chui không mới, nhưng tại sao chưa được giải quyết ngăn chặn triệt để? Các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân là do mức xử phạt hành chính hiện nay chưa đủ sức gian đe. Tới đây ngày 1 tháng 2 năm 2021, Nghị định 144 sẽ có hiệu lực, quy định các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu thu hồi, hủy bỏ danh hiệu, giải thưởng khi phát hiện vi phạm của thí sinh hoặc ban tổ chức các cuộc thi người đẹp. Nếu cuộc thi có dấu hiệu của hành vi lừa đảo, mua bán giải, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý theo pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không bảo đảm tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường. Theo các chuyên gia, để đề xuất mang lại hiệu quả thực tiễn, cần có sự nghiên cứu, tính toán kỹ với lộ trình thích hợp. Những năm gần đây, mức độ ô nhiễm không khí tại một số đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gia tăng báo động, gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng. Trong đó, đa phần phát thải từ hoạt động giao thông chiếm đến 45%. Đặc biệt xe máy hết niên hạn sử dụng là nguyên nhân chính chiếm 71% trong tổng số các loại xe. Các chuyên gia cho rằng cần thực hiện đồng bộ việc kiểm soát khí thải xe gắn máy, siết chặt xử phạt để hạn chế các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành. Ngoài ra do việc thu hồi xe máy cũ nát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của một bộ phận người dân nên để tăng tính khả thi cần lưu ý đến chính sách an sinh xã hội.